Cho nên hôm nay sư thí chủ bị gieo nghiệp báo. Cái đề tài của sư thí hôm nay là nằm trời chết. Và nếu mà xét cho cùng thì tất cả chúng ta sống thì đều chết. Rồi sống qua ngày rồi qua đời. Nhưng mà giữa hai cái sống qua ngày rồi qua đời đối với một người không hiểu biết Phật pháp, không có niềm tin Phật pháp, người đó có một đời sống rất tư là hoặc là họ bận rộn một cách vô ích, tức là họ xoay sở họ năng đâu theo con đường nhân lợi, hoặc là tốt là những gì ngang trên mặt giống như những cái loài thuốc của ông trừng tốt là những gì chạy đâu đến ăn thôi là kim về Evangelii Bất Kỳ Nhạc.
chúng ta còn hướng tâm để chúng ta chi nghĩ về cuộc đời này, chi nghĩ về sắc thân này. Chúng ta thấy cái thân đây phải có sự già, không có sự già. Thân đây có sự bệnh, không có sự bệnh. Thân đây có sự chết, không có sự chết. Sau khi quan sát như vậy, chúng ta nghĩ chính tham sân si đó là nhân tố để làm chúng sanh họ ngạc nhiên và người đến sự khổ đau quá nhiều. Nghĩ về cái người tu, chúng ta đi một đường còn gần còn ngồi lúc nào chúng ta cũng có thể đi để đẩy lùi tham sân si. Chúng ta sống để trở thành những điều đó. Thỉnh thoảng khi người chúng ta có phát sinh tham tài sản vật chất lợi lộc, chúng ta nghĩ đến chuyện là xả tài như là chút, cái đó là chúng ta sống có ý nghĩa, sống có chuyện đó rồi hàng ngày sáng thức dậy để chúng ta có đắc ý trong ngày hôm nay tâm niệm không sát sanh. Tao nghĩ con đừng tốt, tao nghĩ con phải chăm, con đừng tốt, con đừng rượu. Tao nghĩ con làm, con nghe, con có khác. Tao nghĩ con không có suy nghĩ nha. Tức là, tôi cần một số thị trường trời. Nhưng mà, con nghĩ của chúng ta từng ngày nói là gì? Ở đây là gì? Chúng ta cũng đi vệ sinh hàng giả, chúng ta cũng được sống, chúng ta sống như vậy được rồi. Nhưng mà chúng ta sống một cuộc sống như thế nào thì chúng ta không nghĩ. Nhưng có điều là chúng ta nhiều khi chúng ta hành nghề, chúng ta lại không hiểu gì, chúng ta dốt nát do đó chúng ta hành thiền chúng ta chỉ ngồi cho có ngồi rồi chúng ta tạo cho mình một cái môi trường an nhàn, chúng ta ngồi yên để cho tâm thức cho nó khỏe, để cảm thấy không cần gì đi hay là chúng ta chỉ cần chúng ta ngồi gì cho đó. Cho nên chúng ta không có làm gì gì dùng tay của chúng, không có hoa hồng cái gì. Người ta ngày xưa cho nên người ta còn gì trong chất lát cũng xây xuống khác 7 tuổi đệ tử của ngài xây xuống khác xây xuống và buổi sáng theo thầy chúng tôi có được thì nghe qua được gặp những người nông dân của em khơi một cái lần nữa dẫn dắt cái tâm này để mà ra cái bộ trí con của sao, để đi đâu?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Là khi mà chúng ta
Oh.
chúng ta có đồng lương ngoài được
Không biết bỏ phát cái gì
Nhưng mà những người của mẹ cũng sống thì về đấy, ai cũng sống thì về đấy. Nhưng mà người đó biết vận dụng cái mạng sống này để làm được nhiều công đức phước báo, được vị hành trang để ta có thể là như là thầy cho bác để đến đây này. Suy nghĩ rằng là thầy cho tự nhiên của chúng ta, bởi vì hãy subscribe.
Mẹ về rước mấy đứa nhỏ chưa? Dài bọc chưa? Ngoại đâu hết rồi. Chân chưa bị sao vậy? Dạ. Sưng hả? Phải á. Chứ cụ lãnh là nó già nó tầm 7 tầm 8 8 8 mấy tuổi rồi. Dạ 86. Dạ. Dạ. Vô má chưa? Rồi. Dạ, yeah. Có mà con có quay rồi. Hả? 8 năm giờ coi sư đó. Sư nói gì nói đi. Dạ. Tới giờ này tôi còn làm tại đây em biết là mấy dụng năm nay. Dạ. Mà cũng ở ở sợ chết, phải như sợ chết gì mất rồi. Nói cổ biết rồi.
Đó, sư nói vậy. Hồi giờ ác làm suy đúng không bệnh gì, suy nằm lên nhà thương không có bệnh gì vậy, cảm ơn tôi. Sao nó sưng dữ vậy sư? Căng lên luôn á. Căng mà chảy máu á. Quá trời. Và dịnh dịnh cho người gái dịnh dịnh Yeah.
Thank you.
các vị mình nó đi vô từ từ đi. Các vị chơi, các vị trước đi đi vô, vô tất vô là luôn, ổn định đi và thủ giới để xa một chút. Xin vô. Các vị trước đó, mình nhìn 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 đó. Ở đi qua. Con đem hết lòng thành kính xin
Thank you.
được lên kia. Thank you.
Thank you.
Thank you.